chung lòng chung sức chuyên giao những vui tin mừng. Đồng thời chúng tôi rất là vui mừng và bày tỏ lòng tri ân cũng như sự quy phục của chúng tôi đối với khi hết cho đồng thời chúng tôi được nâng cao chỗ tay để chào đón cha và cảm ơn đứa cha. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cha xứ, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ học nhỏ. Chiều nay chúng ta quy tụ nơi ngôi nhà thờ, tuy nhỏ bé nhưng rất cổ kính của giáo xứ. Cùng hiện dân thánh lễ chủ nhật thứ 26 thường niên với tâm tình chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho giáo xứ, cho các gia đình, cho từng người chúng ta. Xin Chúa tiếp tục hiện diện đồng hành với mỗi người, với mọi sinh hoạt của giáo xứ, ban bình an của Ngài, độ tràn phúc lành của Ngài, để mỗi người chúng ta luôn biết sống xứng đáng là người con hiếu thảo của Chúa, là người đầy tớ trung tín, nguyện tận lành nghề trong cánh đồng, trong vườn nho của Chúa. Trong thánh lễ này chúng ta cũng đặc
biệt nhớ đến các linh mục, các bậc tiền nhân đã có công xây dựng giáo xứ. Xin Chúa thương thưởng công cho các ngài, cho các ngài được hưởng hạnh phúc ở bên Chúa. Với những tâm tình và ước nguyện đã giờ đây, công đoàn chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi để có tâm hồn xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm lỗi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa luôn sống chúng con. Xin Chúa luôn sống chúng con. Xin Chúa Kitô luôn sống chúng con. Xin Chúa Kitô luôn không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Ê-xê-li-ên. Lạy Chúa phán:
các ngươi đã nói rằng đường lối của Chúa không chín chừng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại, đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Đó là lời Chúa. Cho con lối đường Chúa đã đi qua, xin dạy bảo con hiểu biết đường lối của Ngài. Xin Ngài siêu đưa đi theo con đường chân linh. Xin chỉ dạy con vì Chúa là đấng cứu độ. Đừng quên đi ân ân tình Chúa đã thương cõi loài lòng tin hằng có từ trước muôn đời. Xin đừng để tâm bao phen con phàm đến Chúa, xin hãy rộng thương vì Chúa là đấng dẫn từ. Chúa thần công minh nhân hậu hết sinh thoát sanh sinh, luôn chỉ dừng cho người lưỡi lỡ lạc bước xa chân, đưa người khiêm cung đi theo con đường ngày chính, cho người hèn yếu được thấy đường lối Chúa công. Nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau. Chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô. Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại,
Người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giê-xu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hỏa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa. Khi ấy, Chúa Giê-xu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai con. Ông đến với đứa thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giê-xu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái kiếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Câu chuyện dụ ngôn cho bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đề cập đến thái độ mà có lẽ chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống giữa con người với nhau. Đó là cái thái độ hứa mà không làm, lời nói không đi đôi với hành động.
thái độ của người con thứ hai trong dự môn. Thế nhưng trước khi kể cái dụng ngôn này, Chúa Giêsu đã nói với các thực tế và kỳ lão trong dân: các ông nghĩ sao? Cái lời gợi ý đó phải chăng là Chúa cũng muốn các thượng tế, các kỳ lão và mỗi người chúng ta hôm nay nhìn lại bản thân mình xem mình có thường vi phạm cái điều đó, mình có thường xử sự theo cái kiểu đó. Nhìn vào thực tế hôm nay thì ta thấy rất rõ, có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã từng phải khó chịu và lẫn khi là bực tức vì gặp một ai đó hứa mà không làm, thất hứa với mình, nói theo kiểu mình nên là hứa lèo hay là mức độ cao hơn là lật kèo, đã thỏa thuận với nhau điều này điều kia nhưng mà sau đó thấy làm cách khác thì nó có lợi hơn thì lật kèo, mà không phải người khác đâu, thì chính mỗi người chúng ta cũng đã từng thất hứa với ai đó, lời nói việc làm của mình không đi đôi với nhau. Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó, khi kể cái dụ ngôn này xong, Chúa Giêsu hỏi các ông: vậy thì với các ông, người con nào là người con đã làm theo ý cha của mình? Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn, không phải nhìn lại cái thái độ của mình đối xử với nhau, mà Chúa còn muốn chúng ta nhìn lại cái cách sống của chúng ta đối với Thiên Chúa là cha của mình. Đối với Thiên Chúa là cha, chúng ta có hứa lẻo, có thất hứa như là người con thứ hai trong tin mừng hôm nay hay không? Chắc có lẽ nhiều người trong ta cũng đã từng hứa với Chúa điều gì đó, đúng không? Xin Chúa cho chúng con thế này thế kia, cho con khỏi bệnh, cho gia đình con qua khỏi những khó khăn, cho con cái con đỗ đạt trong chuyện học hành, vân vân. Nếu mà được thì con sẽ thế này thế kia, hứa ngay với Chúa rất vui vẻ. Nhưng mà được ơn rồi làm sao? Có giữ lời hứa không? Còn nếu mà không thì thôi, hứa nó dễ dễ tí. Tôi thỉnh thoảng có gặp người này người kia xin lễ tạ ơn, nên là chắc là hứa cái điều gì đó rồi thực hiện lời hứa, nên là đi xin lễ tạ ơn. Còn lắm khi là mình quên, hứa làm việc gì đó, lắm khi mình quên không làm, quyết tâm không đủ. Tôi nhớ trước đây khoảng 10 năm trước, lúc đó còn ở trong Sài Gòn, thì tôi dâng một lễ ở nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Thời gian đó tôi để ý có một cô gái tuần nào cũng đi lễ chứ nhỉ, mà đi lễ rồi luôn luôn ngồi ở những cái hàng ghế đầu, mỗi tội không đứng lễ. Sao mà đạo đức xưa sốt sắng thế này mà không đứng lễ, không biết có vấn đề gì riêng không? Sau một vài lần gặp gỡ tiếp xúc trò chuyện, hóa là cô ta không có đạo, không có đạo sao đức lễ. Nhưng mà đi lễ rất đều đặn hàng tuần, thỉnh thoảng còn xin lễ nữa. Xin lễ cho linh hồn Maria, thỉnh thoảng vài tuần lại xin lễ cho linh hồn. Sao tôi bảo ủa, không có đạo mà lại xin lễ cho bà linh hồn này là ai? Người thân trong gia đình bảo không, vú nuôi của con. Cái người vú nuôi là có đạo, và có lẽ được ảnh hưởng bởi cái người vú nuôi đó. Cho nên là cũng có những thiện chí với đạo Công giáo. Rồi có một lần thì tôi vì
lần đó không biết làm sao, cái hôm đó là lễ đặc biệt, như là lễ Chúa Chiên Lành, thì chương trình là sắp xếp Đức Cha Khảm, lúc đó còn là phụ tá của Sài Gòn, dân lễ đó. Mà có Đức Cha rồi thì tôi không có dân ở nhà thôi, làm việc khác. Xem lần sau đi gặp lại gặp cái cô đó, cô trách bố cha nghỉ lễ một tuần làm đảo lộn hết chương trình của con. Tôi không đi dân lễ nhưng mà vẫn có người khác dân lễ, và thậm chí Đức Cha dân lễ lại sao đảo lộn chương trình. Thì ra hỏi ra thì cô đã khấn, có một lời khấn với Chúa. Con trước đây phỏng vấn đi nước ngoài, con đã khấn là nếu mà con đậu phỏng vấn thì con sẽ phải đi lễ bao nhiêu tuần nữa, mà lễ của cha cơ. Cho nên là con sắp sửa hoàn thành cái lời khấn đó rồi, mấy chục chữ nhật con đã chuẩn bị rồi, còn có vài chữ nhật nữa thôi, vé máy bay con đặt rồi, kết thúc cái chữ nhật cuối cùng là con sẽ bay ra nước ngoài. Bây giờ cha vắng một tuần có nghĩa là con lại phải trễ lại một tuần để đi đủ cái lễ của cha rồi con mới đi nước ngoài được, thì đảo lộn chương trình của con. Cái kể câu chuyện như vậy, câu chuyện có thật. Rồi sau đó ra nước ngoài rồi tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với cô ấy và báo là con đã được nhập quốc tịch rồi. Tôi bảo sao mà nhanh vậy, mới có hơn năm trời đã được nhập quốc tịch, trong khi có rất là nhiều người ở nước ngoài cả chục năm vẫn chưa nhập quốc tịch được. Và tôi cũng hiểu vì sao mà cô ấy lại được nhập quốc tịch nhanh như vậy. Một người ngoại đạo nhưng mà rất trung tín lời hứa. Thế nhiều khi chúng ta cũng hứa điều này điều kia với Chúa mà tôi chưa chắc chúng ta đã giữ được. Như một người lương họ hứa với Chúa, họ khấn với Chúa. Có nhiều người ở đây ngồi bảo con có bao giờ khấn hứa với Chúa, con đâu có hứa với Chúa điều gì đâu, cho nên là chắc mình không có, mình không phải giữ. Dù chúng ta không hứa với Chúa điều gì đặc biệt trong một hoàn cảnh cụ thể, nhưng tất cả chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã nói vâng với Chúa rồi, qua những cái cam kết, qua lời tuyên xưng của bí tích rửa tội. Chúng ta giống như người con ở trong dụ ngôn ngày nay, vâng con đây. Nhưng mà sau đó làm sao? Nhìn lại đời sống đạo của mình, chúng ta đã hoàn toàn thực hiện cái lời thưa vâng với Chúa chưa? Hay nhiều khi chúng ta lại thay đổi lời vâng nó thành không, con không muốn đi, con không muốn làm cái này, con không muốn điều này, điều kia. Cứ nhìn lại trên đời sống đức tin của chúng ta trong thời gian qua, chúng ta sẽ thấy mình đang là người con thứ nhất hay là người con thứ hai. Nhiều khi chúng ta nghĩ rửa tội rồi, mình vẫn đọc kinh hàng ngày, vẫn dâng lễ, vẫn tham dự các bí tích, như vậy là đủ rồi. Và yên trí, chúng ta yên trí nghĩ như vậy là đủ rồi. Nghĩ như vậy thì chúng ta vẫn đang nói như cách dễ hiểu là chúng ta vẫn giữ đạo theo thói quen. Thì chính xác là đang giữ đạo mà chưa sống đạo. Hàng tuần chúng ta nhân lễ Chúa Nhật, chúng ta tuyên xưng đức tin đó. Nhưng mà mới tuyên xưng bằng lời thôi, giống như người con thứ, vâng con đây. Nhưng mà phải cả một tuần tiếp theo, cả cuộc sống của chúng ta một tuần tiếp theo, chúng ta phải nỗ lực để thực hiện cái lời mà chúng ta tuyên xưng trong thánh lễ này. Chúng ta phải dành thời gian, dành công sức của mình để làm cho danh Chúa cả sáng, nước Chúa chỉ đến, ý Chúa thể hiện. Thì lúc đó cái lời tuyên xưng của chúng ta trong Chúa Nhật, trong thánh lễ, nó mới đi đôi với cuộc sống của mình, nó mới đi đôi với việc làm thực tế của mình. Đấy, cho nên là nhớ, mỗi người chúng ta đều đã hứa với Chúa rồi, đều đã nói vâng với Chúa rồi, thì đời sống của mình phải cố gắng để thể hiện mình là người con cái hiếu thảo của Chúa, người đầy tớ trung thành của Chúa, qua đời sống hết lòng thờ phượng Chúa và
hết lòng yêu thương phục vụ anh chị em của mình, một đời sống bác ái yêu thương, cố gắng xây dựng sự nghiệp nhất như Thánh Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu của Ngài trong bài đọc khai. Chớ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình. Mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác. Để sống bác ái yêu thương, quên mình mà luôn quan tâm nghĩ đến những người xung quanh. Và chúng tôi đâu có chỉ nói với Chúa một lần xin vâng trong bí tích rửa tội. Tùy theo bậc sống, mỗi người chúng ta còn nói thưa vâng với Chúa những lần khác nữa. Các linh mục như chúng tôi còn thưa vâng với Chúa qua bí tích chuyển chức thánh. Các ngày lại bí tích chuyển chức, chúng tôi hứa với Chúa điều này điều kia. Các tu sĩ như các sơ kia cũng hứa với Chúa qua cái nghi thức khấn dòng, hứa với Chúa ba lời thân phúc âm. Còn quý ông bà anh chị em đang sống bậc gia đình có hứa với Chúa điều gì không? Trong bí tích hôn phối cũng hứa vậy. Hai người nắm tay nhau hứa sẽ hết lòng chung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe. Và anh chị em nhìn lại đời sống hôn nhân của mình xem là mình có giữ lời hứa đó một cách trọn vẹn hay không? Có nhiều người mấy chục năm trước nắm tay nhau, bây giờ thì mỗi người một đường rồi. Còn nếu mà vẫn còn cùng đi với nhau thì cũng có lúc này lúc kia lục đục. Mình đâu có hứa, đâu có giữ lời hứa của mình một cách trọn vẹn. Cái lời trước này mời gọi để rồi mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống của mình, thấy có những điều chúng ta vẫn chưa giữ trọn vẹn như Chúa mong đợi, để rồi chúng ta điều chỉnh, nói cụ thể là sám hối sửa đổi. Như bài đọc một chúng ta đã nghe Chúa phán qua ngôn sứ Ezekiel: nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Đấy là lời hứa của Chúa. Nên nếu mà chúng ta thay đổi, chúng ta cố gắng để được sống tốt hơn, chắc chắn Chúa sẽ chúc lành. Kính thưa quý bà anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay tiếp nối tuần trước nhắc cho chúng ta ơn gọi của mình. Chúng ta được mời gọi không phải chỉ là trở nên những người thợ làm việc trong vườn nho của Chúa, mà chúng ta còn được mời gọi để trở nên con cái của Chúa. Mà đã là con cái của Chúa thì phải sống hiếu thảo, phải luôn trung tín, phải luôn luôn làm đẹp ý cha của mình. Trước bậc chân thánh lễ này, xin Chúa biến đổi mỗi người chúng ta, xin Chúa thêm cho chúng ta sức mạnh, để rồi chúng ta luôn biết ý thức, tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong cuộc sống của mình. Có như thế, chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho từng người, cho từng gia đình và cả cộng đoàn chúng ta. Tôi tin kính một Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần,
tâm vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người ở Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và công truyền. Tôi tiên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, đón nhận và thi hành thánh ý Thiên Chúa là con đường dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Với lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Anh em hãy có những tâm tình như Đức Giêsu Kitô. Xin cho các mục tử trong hội thánh biết mặc lấy tâm tình khiêm tốn của Chúa Giêsu trong cách cư xử với tha nhân và trong việc phục vụ cộng đoàn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô đã hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi. Xin cho các gia trưởng biết kiên trì chu toàn việc bổn phận để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin cho các bạn trẻ đang khao khát hiến dâng đời mình phục vụ Chúa và hội thánh được Thánh Thần hướng dẫn để ngày càng trưởng thành toàn diện hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhưng sau nó hối hận và đi làm, xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết lắng nghe và thưa xin vâng với thánh ý Chúa, dù phải chấp nhận từ bỏ, hy sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp mỗi người chúng con luôn sống xứng đáng là người con hiếu thảo của Cha. Con được tìm kiếm và được thi ý Cha trong cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô giúp chúng con. Amen. Thank you.
con muốn dâng lên Ngài tâm tư cuộc đời dương thế. Con muốn dâng lên Ngài tấm lòng có ơn Chúa Thầy, dâng tấm bánh trắng này và dâng lên ly rượu này với chút tình thương. Ngài ứng biến cho lòng vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới vào vinh hương.
sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thank you.
Linh Thiên Thiên Chúa đến xóa hộ trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng hạn Chúa cửa hàng mẹ con, được xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ đến mãi. Thank you.
chúng ta cùng cầu cầu về việc. Lạy Chúa trong thanh lễ này, Chúa đã chung phần đau khổ với